Âm thầm, lặng lẽ nhưng đầy trách nhiệm, các đội hình thanh niên tại cơ sở tham gia công tác phòng chống dịch tại Đà Nẵng đã và đang phát huy vai trò tích cực trong việc đồng hành cùng thành phố kiểm soát dịch bệnh, ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Với số ca F0 tăng nhanh trong thời gian qua, cùng với đó là áp lực theo dõi, thống kê, điều trị F0 tại nhà, quận Đoàn Liên Chiểu đã nhanh chóng thành lập 12 đội hình thanh niên tình nguyện, hỗ trợ các trạm y tế lưu động tại địa phương nhằm hỗ trợ cho lực lượng y tế cơ sở. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn quận cũng như thành phố, số ca F0 trên địa bàn quận tăng nhanh, thì với tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên, thì quận Đoàn Liên Chiểu đã thành lập 12 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn các phường. Thì nhiệm vụ chính của các bạn là các bạn sẽ hỗ trợ nhập liệu, điện thoại tư vấn cho F0 điều trị tại nhà. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể là hỗ trợ lực lượng y tế chở các y bác sĩ đến tận nhà F0 vì các bạn là thông thuộc địa hình. Bên cạnh đó, các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vẫn được duy trì thường xuyên trong suốt thời gian qua, hỗ trợ lực lượng y tế hướng dẫn người dân tiêm chủng an toàn. Thì hiện nay quận Đoàn Hải Châu vẫn duy trì hai đội hình thanh niên tình nguyện phòng chống dịch. Đó là thứ nhất là hỗ trợ công tác tiêm vaccine tại công thể thao Tiên Sơn. Thứ hai là hỗ trợ công tác khai báo y tế tại Ủy ban Nhân dân quận. Thì hai đội hình này chúng tôi duy trì hàng ngày. Mỗi đội hình là gồm 15 tình nguyện viên hỗ trợ tại công thể thao Tiên Sơn và Ủy ban Nhân dân quận. Thực hiện phong trào thi đua hai sẵn sàng tham gia phòng chống dịch COVID-19 và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ mà đảng bộ, chính quyền địa phương phân công. Các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố vẫn đã và đang duy trì, củng cố các đội hình thanh niên tình nguyện mang tính chuyên sâu để hỗ trợ lực lượng chức năng một cách hiệu quả hơn trong công tác phòng chống dịch, như đội hình hỗ trợ lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm, tổ COVID cộng đồng, đội hình tại các trạm y tế lưu động, đội hình tham gia hỗ trợ tại các khu cách ly tập trung, đội hình hiến máu tình nguyện. Thông qua đó, góp phần cùng thành phố thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh.